Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại một cái ngôi miếu hoang ở trên đường đi về miền Tây các bạn. Thì vô tình đi ngang qua đây thì mình nhìn thấy có một người phụ nữ đang sống cũng như ăn ngủ ở tại cái ngôi miếu này luôn các bạn. Thì theo như mình nhìn thấy thì quần áo cũng như tất cả các vật dụng không hiểu lý do vì sao thì chị này chị mang ra ngoài đường đây và để cạnh cái ngôi miếu và sinh sống ở đây. Thì không biết là cái người phụ nữ này là ở đâu, quê quán ra sao mà lại sống ở ngoài đường. Thì mình mới ghé lại để mình tìm hiểu cũng như chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn cùng biết. Trời ơi, thấy đồ và đạc, trái cây, cái thứ là mang đây quá trời luôn này. Em chào chị. Chị ở đây lâu chưa? À, tuần lễ rồi. Một tuần lễ rồi hả? Sao lại mình, sao mình lại ở đây? Không có nhà hả, ở đây nè. Không có nhà hả? Cái này làm gì vậy? Cái đó để em thu cái tiếng cho nó rõ mà. Cái này chùi hả? Dạ. Đây, chị cho em hỏi thăm chị tên gì được không? Ngân, tên Ngân. Chị Ngân. Ừ. À, chị bao nhiêu tuổi rồi? 36 tuổi. Mới 36 tuổi hả? Ờ. Ồ, còn ít tuổi hơn em à? Anh nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi? À, chị Ngân quê ở đâu chị Ngân? Nhà em trong đây nào, quẹo vô tí. Nhà trong đây hả? Nhưng mà sao mình lại ra đây? Ba ông không có cho ở trong nhà. Ba chị không cho ở trong nhà. Ừ. Là lý do vì sao? Tại vì gì biết sao không? Lấy đồ không làm công chuyện á, nấu ăn đồ này nọ không cho. À. Ừ. Có nghĩa là mình lấy đồ của ba để nấu ăn. Ừ. Mà ba không cho. Ừ, đụng đầu ông chửi. À, là ba chị lớn chưa? Ba em hả? Tuổi ngợi á. Tuổi con heo á. Tuổi con heo á hả? Ừ. À, heo là bao nhiêu tuổi ta? Anh suy nghĩ là nhiêu tuổi? Em không biết mấy cái đó. Chắc, 70 tuổi à? 70 tuổi hả? Là có hai cha con ở với nhau thế à? Bốn chị em lận. Bốn chị em. Bốn chị em, một thằng em trai. Một thằng em trai. Hai đứa em gái. À. Với em đó là bốn người. À. Là bốn chị em. Bốn chị con em. Em có ba đứa con. Một đứa bên Đạo Thạnh á. Một đứa bên Đạo Thạnh á. Với một đứa ở trong Mỹ Phong. Với một đứa con trâu giờ nó đang ở đây nè, em thằng em giữ. Thằng em mới có 36 tuổi mà ba đứa con rồi. Ba đứa con, hai đứa sinh năm 1, một đứa là mười mấy tuổi. À. Rồi sao mình không ở cùng với con? Tại vì em mắc đi ra là kiếm tiền á. Là làm cái gì chị? Là em là đi làm karaoke. Rồi đi bán cà phê, karaoke á. À. Đi bán quán cà phê á. Có nghĩa là mình vừa đi bán quán cà phê này, ừ. Đi bán làm quán karaoke này. Ừ. Làm mấy cái quán cà phê tay vị mấy thứ đấy hả? Mấy quán cà phê, bán cà phê nè. À. Chứ làm karaoke á, karaoke à. Hát nhạc bài này bài kia á. À. Ừ. Karaoke á. Là karaoke là có nghĩa là mình tiếp khách chứ đúng không? Ừ. À. Nhưng mà em nghĩ tại vì em mắc nợ á. À. Dù đó em cũng có xe. Rồi em mướn nhà trọ em ở rồi em có xe nữa. À. Mà giờ em không có chiếc xe nào đi á. Giờ không có xe đi. Ừ. Rồi là rồi kiếm xe đạp đi cũng có, sáng đi ra ngoài chợ không có tiền ăn nữa. À. Tiền ăn mua trái cây ăn, mua này mua kia không có tiền ăn luôn. À. Rồi chồng chị đâu? Ở bên cậu công dân á. Sao hai vợ chồng lại không ở chung với nhau? Tại vì nói chung là thôi á. Là hai vợ thôi. Hai vợ chồng thôi nhau rồi. À. Là thôi lâu chưa chị? Thôi tao cũng có chục năm rồi. Chục năm rồi. Ở nhà thì giữ con em á. À. Chứ có vợ. Nghe nói có vợ ai lấy cái quỷ thứ ma ai lấy. Có nghĩa là bên chị lấy. Có nghĩa là chị nghe nói là chồng chị có gia đình rồi đúng không? Ừ. À. Cái miếu này. Chị ở đây chị không sợ hả? Không. Sợ chứ. Cũng hơi nực mà tính kia kiếm cái quạt á, cho dây điện nè, cái quạt nè để đây cho nó mát mát. À. Rồi chị ở đây là cha mình không nói gì à? Không. Đi ra đi vô á. À, cha của chị hay đi ra đi vô hả? Ờ. Là hai cha con không hợp tính hay gì? À, hồi đó hồi xưa nói chuyện, bây giờ mất công chuyện nè. À. Ít nói, em nói nè, em mới quýnh lộn rồi. Hả? Mới quýnh lộn rồi. Sao quýnh lộn? Bị chó đó, em đâu có ưa đâu, em quýnh. Có ba em ông rảnh rồi, xong ông đi á, ông lại ông chảo, biết làm gì không? Chở đi mua thuốc, trả tiền bệnh viện 1 triệu bạc. Còn hôm kia em bệnh nó đem lên bệnh viện Tâm Thồng trên đây nè. Biết nhiêu không? Đóng 6 triệu bạc, thấy không rảnh rồi không? À. Là có cái đóng tiền nhập viện đó hả? Ừ. Là chị bị cái gì? Bị bệnh gì? Bị bệnh thần kinh á. Thần kinh à? Ừ. À. Thần kinh á, bị tửng tửng á. À.
Anh ơi, ông rảnh không? Vậy là bây giờ là vẫn còn làm karaoke à? Còn làm cà phê à? Không. Hay là nghỉ? Bây giờ đâu có không đâu. Vậy là lúc trước chị làm đúng không? Không có tiền rồi. À. Lúc trước làm. Bây giờ là nghỉ rồi, không làm nữa. Bây giờ em nghỉ rồi. Em đẻ hai đứa con năm một. Rồi em mới tính là đi bán trái cây. Bán trái cây nè, ngồi mà bán trái cây đồ á. Dạ. Ừ. Nhưng mà bây giờ em chưa biết nữa, chắc ăn ở không luôn quá, khỏi làm gì hết. Ăn ở không luôn á. Trong núi. Có chồng chưa? Chưa. Chồng đâu? Kiếm nữa. Có nghĩa giờ đang đi kiếm chồng hả? Ừ. Đang đi kiếm. Trời đất ơi, trời, chắc nuôi chắc chết quá. Lấy chồng về thì chồng nó nuôi chứ mình nuôi gì nó. Trời đất ơi, từ đó giờ em chưa biết ai nuôi hết á. Ăn ở không còn mà móng tay chưa đụng quá. Móng chân móng tay chưa đụng quá. Vậy là có nghĩa là lấy ông nào về là chị nuôi ông đó đúng không? Tại sao chuyên gia nuôi trai? À nuôi trai hả? Ừ. À nuôi. Nói chung có anh ơi. Hồi đó giờ nuôi được bao nhiêu ông rồi? Nhiều khi có cũng nuôi mình chứ. Có tiền mà nuôi mình. Này anh coi nè, nằm nè. Nằm là trên một cái ghế bố mà nó bị gãy rồi. Cái ghế bố nó bị gãy nè. Nè nó bị gãy một lỗ luôn nè. Rồi rồi con chị nó có biết chị sống ở đây không? Biết, em kia mới rút con em, còn ai bạn anh hay gì vậy? Không. Em mới rút con em. À. Rồi sau đó cha nó lên á, rước chở nó đi về rồi. À. Có nghĩa là chị rước con chị lên đây chị để cho nó ở cùng đây với chị. À, là con trai hay con gái? Con gái. Mấy tuổi? Hai đứa sinh năm 1. Đứa 7 tuổi, đứa 8 tuổi. Đứa 7 tuổi, 8 tuổi mà lên đây ngủ cùng ở đây với chị luôn. Ừ. À. Trời ơi, anh ở đâu? Quê anh ở đâu? Em ở trên Sài Gòn. Ở Sài Gòn hả? Làm gì? Em làm công ty. Làm công ty hả? À. Công ty nay sai mai sai phải không? À. Công ty nay sai mai sai. Rồi rồi rồi, cho em hỏi này, chị ở đây người ta không đuổi chị hả? Em nói thiệt anh nha. Bây giờ em nói thẳng với anh nha. Ngồi xuống. Đuổi em một cái mà nó ngồi xuống. Em quýnh đầu cho góc bột. Ngồi xuống được là bình tĩnh. Rồi. Sao mà nóng tính như vậy? Tính em nóng, do công em cao. À. Chị cho em hỏi này. Cho em hỏi thăm này, là ngày xưa chị đi làm quán cà phê với quán karaoke đúng không? Ừ. Làm được bao nhiêu năm? Làm cũng 6 năm à, 6-7 năm à. 6-7 năm? Ừ. Là quán cà phê đèn mờ hả? Quán cà phê phòng nè. Cà phê phòng á hả? Ừ. À. Rồi quán karaoke, làm từ bao nhiêu tuổi? Làm lúc mà 12 mấy tuổi. 20 mấy tuổi? 23 tuổi. À. Giờ em 36 tuổi rồi. À giờ 36 tuổi. Ừ. À. Vậy là tính là làm cả chục năm, hơn chục năm mà. Làm cả 6 năm rồi nha, 20 tuổi. À. 21. Làm cho tới cả 28, 29 tuổi, 30 tuổi. 28 hai mấy tuổi nào rồi xong rồi em đẻ con em á. Là ba đứa con ấy có cùng một chồng không? Ba đứa riêng á. Ba đứa là mấy chồng? À. Một người. Ý là ba đứa con đấy là mấy người chồng? Ba đứa một người. Một người chồng. Ừ. À rồi từ hồi đó giờ chị có mấy người chồng rồi? Từ đó giờ hả? Ba người, ba dòng máu. Ba chồng. Ba dòng máu. Sao lại ba dòng máu là sao chưa hiểu? Là ba người là khác với nhau quá. Có nghĩa là từ hồi đó giờ chị quen ba người rồi. Ừ. Nhưng mà một ba người khác với nhau. Rồi một người là đẻ được ba đứa con. Ừ. Còn mấy người kia là ở cho vui thôi. Không phải, cũng như là em có ba đứa con gái, em nói anh em ba đứa con gái. Một đứa mười mấy tuổi, một đứa 7 tuổi, một đứa 8 tuổi. À. Nhưng mà ý em hỏi là ba đứa con đấy có cùng một người chồng không? Ba đứa hả? À. Không, ba đứa là ba thằng duyên. À ba đứa con là ba thằng. Ở cầu cầu. Ở cầu công dân á. À. Cầu công dân á thì một đứa. Cầu công dân một đứa. Rồi ở đấy còn công dân một đứa nha. Rồi quên. Nhiều thằng quá quen hả? Không phải. Còn công dân một đứa. Rồi Thanh Bình một đứa. À. Ở Mỹ Thông nữa. Mỹ Thông mà ở thuộc chuyện ngay chỉ chuyện bảo tàng á. À. Vậy là... Bảo tàng, anh biết chuyện bảo tàng không? À. Vậy là ba đứa con là ba người chồng khác nhau. Ừ. Đúng không? Ừ. Anh biết chuyện bảo tàng không? Dạ biết. Vậy sao bây giờ là tính quen nữa hả? Cái gì? Bây giờ tính quen nữa hả? Thì ba đứa con gái đó, thì chỉ có ba đứa con gái thôi. Nhưng mà cho em hỏi này, lý do sao bên chị bị bệnh như vậy? Chơi xì ke ma tí đập đá rồi hả? Mà giờ hết rồi. Có nghĩa là ngày xưa là chị chơi xì ke đúng không? Ờ.
đập đá đúng không? Cho nên giờ não nó bị hư đúng không? À, à. Nhũng não á. Nhũng não hả? Nhũng não là cái não mình này nè. Anh biết tàu hũ không? À. Nó lỏng bổng liêu liêu rồi nè. À. Cắt máy mà cái chị ốc heo á, bỏ vô. Vui tính nhỉ? Ừ. Anh nói chị ốc heo á, bỏ dạ. vô. Mà em nói anh lấy cục tàu hũ á. À. À. Cũng như anh làm tròn 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 vậy nè. Rồi em hiểu rồi. Anh lấy mấy cái chị ốc heo á, à. Anh bỏ vô. Vậy là ngày xưa do chị đi làm cà phê này, rồi làm karaoke này, ừ. rồi là chơi nhiều quá. Làm sao? Có nghĩa là mình có nhiều tiền, xong mình chơi bời. Không có ăn chơi em à, em không có ăn chơi đó, em ra làm nhưng em không có ăn chơi, ừ. em ra buôn bán. Nhưng mà do nghiện ngập là từ lúc đó đúng không? Không phải, có khi em chơi, có khi em không chơi. À, rồi bắt đầu nó quen đi đúng không? Làm sao? Ờ, muốn chơi chơi muốn không không à. À. Chơi anh nhiều. Một bịch như vậy không? Bây giờ một bịch là thôi thôi đừng 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 bàn về cái vấn đề đó. Chị có cái áo nào không, khoác thêm vào cái áo nữa được không? Chị vậy? Mặc vô cho nó kín kín một tí đi. Thôi. Hở quá. Hở hả? À. Trời đất ơi. Mặc trời. Thêm cái áo vô nữa. Mặc thêm cái áo vô nữa được không? Mặc chi vậy trời? Mặc cho nó kín kín lại tí. Chi vậy? Còn không thì chị ngồi im, chị đừng có đứng lên nha. Ờ. Chụp hình nó vậy nè. À. Bỏ cái khẩu trang ra được không? Không được. Sao vậy? Cái mặt em kỳ lắm. Em thấy gì đâu mà, có gì đâu mà kỳ. Bỏ khẩu trang ra nói chuyện. Thôi, mặc đóng trang là mới được. Sao lại phải bịt khẩu trang? Bảo làm chi? Mở ra mình nói chuyện, mình nhìn mặt nhau, em đâu có đeo khẩu trang đâu. Thôi, kệ nó. Ừ. Rồi chị cho em hỏi này. Có nghĩa là nhà mình ở đây luôn. Nhưng mà do là chị ngày xưa là nghiện ngập. Cho nên giờ cái đầu nó không bình thường. Xong bắt đầu cha mới đuổi ra ngoài đường đúng không? Làm sao? Có nghĩa là chị đi chơi nhiều quá, xong cái đầu chị nó bị nó không bình thường. Ừ. Xong là cha chị mới đuổi chị ra đường đúng không? Ừ. Bỏ đi thuốc đi, lát nó hút. Một chút cái mới được. À, thèm quá hả? Rồi em nói anh nè, rồi cái vụ án ba đứa con nè. À. Rồi xong á, rồi cái vụ gì tự nhiên quên rồi ta? Dụng gì tự nhiên quên rồi trời. Và anh hỏi em dụng gì nữa? Bây giờ em hỏi là lý do phải sao mà chị ngồi xuống đi, ngồi xuống. Được, em lo em làm lúc này là đéo mỏng, lúc em mới đau. À thì quay lại đi, ngồi quay lại. Rồi mình ở đây thì có sợ người ta tới, người ta ngồi xuống đi chị? Em nói chuyện với anh nha, ai mà lại mà đụng em một cái, em quýnh không mập mình nữa thôi á. À. Thiệt chứ, em quýnh thiệt, ba má giờ nó ra luôn á. À, ý là có nghĩa là đêm mà chị ngủ ở đây á, mà ví dụ như có người đàn ông nào họ tới á. Rồi sao? Rồi chị có cho người ta vô không? Vô đây hả? À. Em không quýnh ba má nó, giờ nó không ra nữa. Ý là quýnh nó luôn hả? Ừ, quýnh nó luôn. Ủa chị, cho em hỏi cái trái cây này mình lấy ở đâu đây? Ở cúng ở đây mình lấy hả? Ở ngoài chợ á. À. Người ta bỏ sao mình lấy à? Là không phải. Là ở ngoài chợ thì khi người ta cúng em lấy vô em để em ăn á. À, có nghĩa người ta cúng xong là mình lấy về mình ăn. Ừ. Rồi chị ở đây thì chị có làm gì không? Không, có làm gì đâu, ở không là, không mà. Có nghĩa là chỉ ăn mới ở nhà thôi. Ừ. À. Ăn vô không không mà. Ăn mới ở không sữa. Thôi. À. Uống sữa rồi ăn. Sao có đứng lên ngồi xuống vậy? Rồi ngồi xuống. Rồi ngồi xuống đi. Chị xăm cái gì? Dĩa, không có tô, không có chén gì đó. Chị xăm cái gì sau lưng hả? Con cá hay được không? Con cá hả? Ờ. À, con quá cá. Ngờ rồi. Biểu tượng nó là gì vậy? Cái nào? Cái ý nghĩa của con cá là gì? Thì con cá, xăm con cá, xăm con cá vậy. À. Rồi vậy, anh đi vòng vậy đó hả? Ngồi xuống để em. Anh đi xe. Có nghĩa là bây giờ chị ngồi xuống thì em mới ngồi nói chuyện với chị được. Thì cứ đi vòng là em. Không. À giờ ngồi kiểu nào? À. Chứ sao rồi cho em hỏi này. Nó có cây sắt ngang ở đây nè. À. Giờ cho em hỏi này. Có nghĩa là hai đứa con của chị là hôm trước cũng ở đây với chị luôn. Mới con đứa mới bắt xong rồi chiều cha nó bắt về rồi anh coi được không? À. Vậy là có nghĩa là chị đưa xuống đây nó ở cùng chỗ này với chị luôn. Cái gì? Hôm trước là nó xuống đây nó ngủ ở đây với chị luôn. Ờ tính rước ra đây ngủ nè, ngủ đêm nè. À. Rồi cha nó chiều cha nó rước về có rảnh kia không? À. Thấy anh thấy cô được không? Ừ. Rồi có ba ông mà giờ không em không có tiền, không có đồng bạc nào nè. Có đúng không? Bây giờ em hỏi này, có nghĩa là ba ông mà chị không ở mấy ông nào luôn hả? Thôi rồi.
không có gặp chứ không có đụng nữa. Không có gặp mà không có đụng với nhau á. À. Ừ. Rồi em mới đi ra ngoài đường nè. À. Rồi em mới đi lang thang ngoài đường đó. À. Đi lang thang người ta có cho tiền xài không? Không, có thằng anh cho à. Rồi rồi lấy tiền đâu xài? Lỡ gì mới nói không có tiền xài rồi đâu có tiền đâu ăn uống đâu. À. Lúc trước là do chị sa ngã vào cái con đường tệ nạn xã hội. Ờ. Cũng như đi làm những cái nghề ví dụ như cà phê này rồi cái bia ôm này đúng không? Ờ, trời. Nhưng mà giờ tu rồi đúng không? Đi ra đường mà đi bán làm karaoke á. Ừ. Là vô cũng như khách nhà ngồi nè. Chứ mình vô. Chứ mình đi vô mà đó em có làm bên Singapore nữa nè, Singapore Mã Lai nữa. À. Ờ đó em đi vô trong đó. Trong đó em làm á. Ừ. Singapore. Rồi Mã Lai. Vậy là ngày xưa chị có qua nước ngoài luôn? Có chứ. Qua nước ngoài để làm giống để làm mà. Rồi đi mấy lần bị trả về nữa. Đi mấy lần đi vô rồi bị nhốt á. Ừ. Bị trả về á. Ừ. Ta không cho đi á. Ta không cho qua. Rồi qua bên đó mày làm gì kể em nghe coi. Qua làm massage. Massage. Ừ. À. Mà không có đồng bạc nào mà làm karaoke rồi dội bàn đâu có ai nhận đâu. Bị dội bàn đi ra, rồi dội bàn đi ra. Chào 1 ngày 20-30 bàn. Một ngày á chào 20-30 bàn. Có nghĩa là mình sang bên mình làm mà massage gái massage. Hả? Sang bên đó mình làm cái giống ở mấy cái tệ nạn đúng không? Là nó sao? Có nghĩa là mình sang đấy mình làm massage. Ừ. Làm cà phê ôm. Làm massage vô. Có khách á. Ta vô người ta, mình vô mình tắm rửa cho người ta. À. Thấy rảnh không? Rảnh không? Ừ. Biết là rảnh mà sao đi làm? Làm sao? Cười, nóng cái cười à. Làm cái đó nhiều tiền lắm hả? Thì làm kiếm tiền á. À. Tiền đi về quê. Đi về nè, rồi nuôi con này nọ nè. À. Còn sau đó là đi làm ế không có tiền. Rồi mới đi về rồi lang thang xin mấy vô mấy quán cà phê á. À. Vô rồi ra, vô rồi làm. À. Vô làm trong quán cà phê á. Trong quán cà phê làm gì trong đó? Massage. Thì mình làm massage bình thường. À. Cũng như đàn ông vô nè. Thì bắt đầu mình massage người ta. À. Ừ. Rồi người ta bo tiền đấy đúng không? Ừ, người ta cho mình tiền. Chứ đâu, cái đó làm đâu có sao đâu. Vậy là do là ngày xưa chị làm về những cái nghề liên quan đến tệ nạn xã hội. Cái đó đâu có sao đâu. Mình làm cái đó được, nhưng mà chừng nào mà công chuyện thì em nói anh báo bên vận động à. Thì làm vẫn được bình thường, cái đó sạch sẽ chứ đâu có gì đâu, em nói anh đúng không? À. Sạch sẽ cơ thể mình chứ có gì đâu. Làm cái đó không ai cấm, ngăn riêng ra anh chỗ đi vô trong đó làm. À. Cái đó em nói thiệt chứ bộ. Dạ dạ. Em nói anh đúng không? Bây giờ anh nghiên cứu phụ em nè, em nếu mà em nói sai em chết liền. À. Bây giờ nè, đàn ông á hay đàn bà gì cũng vậy á, không phải em nói nha, bây giờ để riêng gian chỗ massage đồ nè không phải mình nói nha, không phải mình nói thà vậy nó giảm nhẹ nhẹ được chút chứ ai mà thiệt ra bơ bát như vậy mà em nói sự học nè, ngăn ra một dải bắt đầu có đồ quần áo rồi nè, sợ không có quần áo mặc hay gì á, rồi bắt đầu massage, bắt đầu thay đồ lau tay lau chân rồi mình thật khỏe, em nói đúng không? Rồi nó nghe đâu có gánh gùi đó không đâu, đâu gánh gùi chỉ ở không đâu gánh gùi, em nói anh nè làm chi tay lắm chân bùn, em nói đúng không? À. Mình mẩy rồi nè, mồ hôi là hai ngã hôi ác chị ra bồ tát ha, rồi em đi bộ nè, em nói vậy nè, em đâu gánh gùi đi bộ từ Mỹ Phong nè, đi bộ nè, cầm tay nè, ẵm con em trên tay nè, em chạy xe nè, em ẵm con em nè. Nè, mà em đi xe đạp á, còn đi xe đang ngồi dòm, thấy bắp dại vậy không? Anh thấy ngồi được không? Vậy là ngày xưa là chị làm một số các cái nghề đấy liên quan đến cái nghề mà tệ nạn, cho nên là cũng nhiều tiền, làm được nhiều tiền. Xong bắt đầu có tiền thì xài chơi bời phung phí đúng không? Xong bắt đầu? Em uống và ăn chơi. À. Em không có bao giờ em ăn nhưng chơi. Nhưng mà sao lại bị nghiện ngập? Cái gì? Nhưng mà sao lại bị nghiện ngập? Thì ba chơi ba cái đập đá đó, thảo có bụi á, nó thả có bụi tại vì ngu mục quá mới là nói cái này kia, rồi chơi vô không có tiền thì nọ thôi báo bên vận động cái đó mình dẹp qua. À. Rồi nói anh nè thay vì dồn ra một bên nè, thảo không á phải làm mấy chuyện đó. Ừ. Chứ đừng có bôi bát quá, còn nhiều chuyện lắm, bây giờ để em hạ nhiệt em đóng một cái thì em ra em bục hết luôn á. À, là bục cái gì nóng á? Là bục cái gì em ra em quýnh lộn chứ làm gì. Thôi đừng bình tĩnh, đừng có nóng tính chứ nó chọc. Ừ, lát có nghĩa là đi là không ai chọc chị được đúng không? Là sao có nghĩa không? Là ý là giờ không có nghĩa là không ai dám đụng vào chị đúng không? Không dám đụng gì. Rồi em đi ra chợ nha, em nói anh nè, mang trên người anh nè, cái lưng anh nè, đụng cọc cọc cọc. Em nói anh chóc phổi không? Anh chóc phổi không? Bị như sao mà ho dữ vậy? Bị ho.
Không có tiền mua thuốc hả? Không có tiền. Rồi chồng nó tới nó không cho chị về. Chưa cho mấy trăm ngàn rồi, có tiền nữa, chưa cho mấy trăm ngàn rồi. Nhưng mà chồng nó có nói chị về ở với nó không? Anh nói sao? Chồng chị nó có kêu chị về ở với nó không? Không. Hồi lúc trước thì chồng em kiếm em. Em trốn. Bây giờ nó không kiếm nữa hả? Bây giờ hôm kia nó mới chở bà cám ngang qua. Lúc này nó mua xe nữa. Thôi lát nó hút. Cái gì? Lát hút luôn. Là kiểu cũng vã lắm rồi. Rồi ở ngoài đây đêm hôm thì mưa gió thì sao mà ở? Mưa thì anh che nè, cái này nè. À, mưa. Anh che. Anh che phút này lại. Em căng quá anh che. Có nghĩa là mưa là mình dùng cái tấm ni lông đó mình che lên đúng không? Mưa em che lên. Còn mà cái cây đồ á, em nói anh nóng máu không? Thì ngày xưa chắc cũng là có nghĩa là cũng thích điệu đà lắm đúng không? Xinh đẹp lắm đúng không? Sao? Trời ơi, lúc trước em sẽ thản lắm, bây giờ em không có sẵn sàng. Bây giờ em nói công chuyện này, em nói anh nè, công chuyện nè, anh con gái nó lạnh luôn. Anh thấy anh sợ không? Không khủng nữa thôi nè, gác nè. Đấy, ở ngay kế bên một cái đống rác này. Kế bên một ngôi miếu này. Miếu. Vậy là lúc trước là sửa soạn nhiều lắm, giờ không có sửa soạn đúng không? Là ngày xưa. Bây giờ em không sửa tạng. Mẹ nó bực bội ghê luôn á. Sao bực bội? Khang đang coi em suy nghĩ coi gì nữa nè. Khang đang ngồi suy nghĩ xíu rồi. Rồi xong rồi. Tính đi mua một cái ghế bố. Mà không có đủ tiền mua. Anh coi có đủ không? Gì? Anh coi có đủ không? Mua cái ghế bố. Rồi để nằm á, nghỉ ngơi á. Rồi cái gì mềm nè, mình nằm. Rồi cái gì nè, anh coi nè. Đó thấy coi. Rồi không? Ở trong nhà mình là có một mình cha đang ở hả? Có mình ba chồng á. Còn coi nè, em mới kiếm lộn nè, con ra ông chỗ ta, anh thấy coi được không? Nóng máu không? Thôi cái đó mình dẹp qua, tranh chế, dẹp qua. Nhưng mà có nhà mà bị cha đuổi trong ra ngoài đường ở. Là anh biết em ở á, ở ngoài đường, em nằm ở ngoài đường luôn, em nằm ngoài lộ luôn á. Em coi ngoài đường không? Nằm ở ngoài đường lộ mà có trong tối. Trong cái đó là có nhà. Cái gì? Có nghĩa là có nhà nhưng mà ra đường nằm. Bởi vì là do cha chửi bực quá. Đúng không? Anh không có cho vô nhà. Không cho vô nhà. Đúng rồi. Em đụng em làm cái này cái kia còn em làm tối ngày trắng đêm luôn, em làm không ngưng mà em làm công chuyện á. Em làm cọp tối ngày không ngưng luôn á. Có nghĩa là không gây tay đúng không? Xong bắt đầu ông thấy khó chịu quá ông đuổi đi đúng không? Không phải. Cũng như là em làm công chuyện bà nội em lớn tuổi hiểu không? Rồi bà nằm ở dưới rồi em ở trên gác á. Rồi em làm cọp nè. Em ngồi em thắt ba cái giải nè, em ngồi em thắt chơi á. Thắt cái đó ngồi em thắt em chơi. Rồi ổng mới không cho, rồi em nói em gom đi em dục thả đầu này một cục, đầu kia một cục, đầu này một cục. Thả vòng nè, chở một cục. Rồi em làm trái cây bịch không có cho để đang bịch phiên muối thấy mẹ luôn, phiên muốn chết luôn vậy đó. Là mua đồ về thắp nhang cái thứ đàng hoàng ấy chứ ha. Tính mua cái chai dầu thơm á để xịt. Mà em nói tính để mua cái bố nè. Rồi với cái gối rồi anh ngồi ngồi chân không? Không được rồi. Bây giờ em thấy anh lên đó ngồi được á. Thế vậy chị phải ngồi quay mặt lại. Không phải, bây giờ em nói anh mắc cái cây sắt ngay đây nè. Mắc cây sắt ngay đây nè. Nè. Cái sắt ngang nè. Rồi hiểu rồi. Phải có cái tấm niệm á để lên, em cũng không nói nữa. Cái tấm niệm á mình để lên mà người ta vô mà mấy người chở khách ra nằm xuống mà mấy người mà trẻ đẻ nhớ nghề hả? Ta vô ta làm mấy cái đó thì cái đời bất khổ thì thiệt được sống được dứt em thiệt ngay mùa á. Nhưng mà sao giờ chị không làm nữa? Không, vậy không làm, em bực bội, em không rảnh nó không nên làm. Giờ làm người ta không nhận hay là không không phải, cũng như vậy nè, em không rảnh thôi em làm mấy cái đó nữa. Không rảnh đâu, giờ em vô em làm mấy cái đó để em từ từ em nghiên cứu. Có nghĩa là bây giờ mình lớn tuổi rồi. Em giờ em 36 tuổi rồi. Cho nên là giờ người ta không có mướn nữa. Nóng máu không? Có nghĩa ngày xưa đẹp gái này rồi bắt đầu là điệu đà này người ta mới mướn đúng không? Hồi đó, bây giờ em lớn tuổi dưới tay em bị cụt nè. Sao mà bị cụt vậy? Thì em chơi á. Chơi cái gì mà cụt tay? Đập đá em để nằm chằm cái bóp, cụt luôn. Có nghĩa là lúc mà chị lên cơn đấy đúng không? Xong rồi chị cầm dao chị chặt luôn. Ghê vậy? Chứ sao? Lúc này không biết đau à? Không
nè, để vậy nè, em lấy em đặt cái cốt à. Đâu có ao đâu. À, đó em coi lại cái bàn tay này. Trời trời trời. Nè. Em thấy những người họ ngáo đá, họ hay leo lên cột điện này, họ leo lên mái nhà này, họ leo lên tới ông nội cha nó gì ai biết nó. Cái gì cũng làm được ha. Ừ. Ghê thật đấy chứ. Sao mà bị như vậy mà sao? Anh có chơi đó không? Không không. Trời đất ơi là trời. Sao vậy? Anh không có chơi thử thật luôn hả? Không. Không biết hút bá hả? Không. Thánh hồng vậy ơi. Vậy là không có phải không, vậy là không phải dân chơi đúng không? Mà em nói anh bảo anh không biết hút cái đó hả? Không. Em trời, nhỏ lớn em không trời. Biết cái đó. Không biết hút là cái đó luôn. Không. Em hút để em giống chị gì? Sao? Em hút em giống chơi chị gì? Chơi nó giảm cân, dáng đẹp á. À. Dáng đẹp được có eo được giảm cân rồi. À. Ý vậy á. Giảm cân mà bị không? Giảm cân mà bị tưng tưng thì sao? Làm sao? Là bị tưng tưng á. Không có. Chơi cái đó mình vô mình đi karaoke hay lắm. Là sao? Chơi cái đó karaoke chứ mình chơi xong có công chuyện nào. Mình dọn dẹp. Mình dọn dẹp nè, dọn dẹp công chuyện. Nóng máu không? À. Em chơi vô nè, mà kêu tao dọn hả? Cái lông lồn mà không còn một cọng á. Ơi đừng nói bậy. Cái em nói xử học mà. Có nghĩa là chơi cái đó là vào là giống kiểu người thành tiên đấy đúng không? Ờ, nó thành tiên. À, giống kiểu tiên đó là... cho nó tiên luôn á, tiên. À. Bởi vì mấy người vậy, bởi vậy vậy vậy, cánh cắm vậy á, cánh gùi á. À. Mà anh làm gì, anh làm gì rồi cha, vậy? Cha mẹ chị có biết chị chơi cái này, chơi cái đó không? Là chị ngày biết xưa chứ. Ngày xưa là chị chơi ở bên Việt Nam hay chơi bên nước ngoài? Ở Việt Nam chơi nhà gì đó trong bệnh viện Lao Phổi nè. À. Cái đường á quẹo đây nè, ngay bệnh viện Lao á. À. Rồi xong á bán đất bán nhà mới về qua đây nè. À. Về vô đây nè, đó về vô đó đó. Có nghĩa là ngày xưa chị cũng có đất có nhà đúng không? Hả? Ngày xưa chị cũng có đất có nhà đúng không? Em hả? À. Em hồi đó em không có đất nhà. Ừ. Em muốn nhà trọ em ở luôn à. Em không có nhà. Ngày xưa là mướn nhà trọ ở. Ừ. Mà trong khi đó là đẻ ba đứa con, ba đó. Ông chồng khác nhau. Phải thật, từ hồi đó giờ quen bao nhiêu ông rồi? Hồi đó giờ quen hả? Có mấy người thì có ba đời chồng chứ nhiêu. Ba người chồng là ngoài người ba người chồng đó có chơi với ai nữa không? Vòng vòng hả? À. Cũng có chơi nhưng mà đừng có nói chung là. Có ngày chơi lén lút thôi đúng không? Đi chơi luôn không sợ. Chơi luôn. Đi không sợ à? À. Nắc gì sợ trời? Thích tôi đi chơi. À. Giống một con nội người tao á à? Em thích em đi chơi à? Không, ý mỏi cái lúc mà chị có chồng á, chị có quen ai khác nữa không? Không. À, chung thủy với chồng hả? Không có quen ai á. À. Chắc ông nội người ta hay gì á. Em đi làm đấy chứ không có. À. Mắc làm công chuyện á. À. Đâu ảnh gùi. Là ngày xưa là một thời là bay nhảy từ Việt Nam sang nước ngoài là làm nghề massage đi ôm. Mã Lai. Ừ, rồi đi Singapore, Mã Lai, Campuchia mà có đi vô mà chưa tới, có đi Mã Lai, Singapore có đi, nhưng mà chạy vô là bị trả về, bị trả về nè. Sao mà bị người ta trả về? Ai biết? Đi lên sân bay lại buồn ngủ mà đang nhắm mắt mà buồn ngủ mà. Lúc đó đã chơi đá chưa? Đã có chơi. Rồi luôn. Ừ, có chơi. Mệt mẹ luôn, bụng mệt đó trời, đâu cảnh gùi chứ vậy? Cái em nói anh sao không? Tự nhiên vụ gì quên, ta đang nói vụ gì tự nhiên quên. Rồi sắp mưa tới nữa nè. À, sắp mưa rồi. Ừ. Vậy là một đứa con gái là mười mấy tuổi rồi. Một đứa. Một đứa 17, 18 tuổi rồi đó. À, rồi nó có biết chị ở đây không? Nó hả? À. Biết luôn. Này kiểu là ngày xưa chơi đá nhiều quá, ngáo, bị ngáo đá. Xong bắt rồi giờ. Em đi bộ. Đi bộ quá thiên vậy trời. Muốn tôi đi bộ cũng đi á. À. Thiệt, muốn tôi đi bộ cũng đi á. À, đi đâu vậy? Đi vòng vòng vậy? Kéo mà. Từ từ đang chưa mưa đâu, chưa mưa đâu, ngồi xuống em hỏi thăm cái rồi đi. Có phải sợ trời mưa cho nên phải răng cái bịch ni lông lên. Chưa mưa đâu. À, chưa mưa. Chưa mưa nữa hả? Chưa. Còn lâu mới mưa. Lâu mới mưa à. À. Ra đây ở được mấy tháng? Cái gì? Ra đây ở được bao lâu rồi? Ra đây hả? Ừ. Ở cũng tuần lễ rồi. Tuần lễ rồi. Quên muốn tặng em video nữa.
À, có nghĩa là ngày xưa là chơi bời rồi bắt đầu giờ giống kiểu là cái đầu nó không được bình thường á, xong bắt đầu là cha mới quậy phá quá thì cha mới đuổi. Cha có nhà ở gần đây nhưng mà cha đuổi ra đường các bạn. Bạn tự nhiên đi quét nhà vậy? Quét cho nó tạp. Đúng rồi, không được bình thường các bạn. Nóng máu. Sao nóng máu? Sao mà nóng máu? Cho chị tiền mua cơm này. Rồi. Nha. Mua cơm ăn nha. À. Sau hôm nay thì mình cũng đi ngang qua các bạn thì thấy chị ngồi ở bên đường mà cũng còn khá trẻ các bạn, nhưng mà không ngờ cái cuộc đời của chị ấy thì cũng do là ngày xưa sa ngã ăn chơi rồi bắt đầu là hút chích cho nên thành ra như thế này các bạn. Thì ghé qua và tìm hiểu thì biết về cái cuộc đời của chị ấy, để chia sẻ cho mọi người, mong mọi người đừng có, một số bạn trẻ bây giờ đừng có sa ngã vào cái con đường này nha, lỡ sa ngã vào là khổ cả cuộc đời luôn. Và thôi bây giờ mình cũng xin dừng kết thúc video đây. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau nha. Đốt nhang luôn có tâm phết nhỉ.